Nhóm B36 thì bọn mình cũng có nam có nữ. Còn việc thi ở giữa thì bọn mình không biết. Xin cắt ở đấy ạ. Tụi mình diễn mà thì tụi mình phải như vậy thôi. Cho nên là mình chỉ muốn nói với các bạn là các bạn đừng có gọi là anh ơi, nếu như mà em nói là hơi phủ nhưng mà em có thể gọi là các bạn đừng có quá hy vọng nữa mà. Không sao, đó là chuyện bình thường. Thật chất á. Đúng vậy. Đố một đứa như em có một đứa kiểu dân shipper đi đẩy thuyền các kiểu. Thì chuyện mà ship ai hay như thế nào mà bạn cảm thấy hai người đã đứng kế bên nhau đẹp và bạn thích điều đó là chuyện cá nhân của mỗi người, đó là sở thích. Đúng rồi, nên chúng ta không thể nhân. Nào cấm được. Các bạn cứ tiếp tục thôi, nhưng mà nó sẽ trong một giới hạn nào đó. Tại vì đó là cá nhân và sở thích cho nên chưa chắc gì những cái đó lại là sự thật. Thì nó sống trong trí tưởng tượng các bạn, giống như là bạn yêu thích một nhân vật trong chuyện đó và bạn tự viết một câu chuyện của nhân vật đó trong đầu của bạn thôi. Cho nên là bạn cứ sống cho sở thích của mình, cho nên tụi mình vẫn rất thoải mái với điều đó. Ê nhưng là... mà có điều sẽ có ý là nói đi okay. Thì cái vấn đề này thì nó anh thấy nó không phải là cái vấn đề gì quá là to tát ấy. Tại vì mình có thể rất là bằng phẳng, nhưng mà tại vì là tại sao mà bọn mình mong muốn là mọi người có thể lắng nhẹ xuống cái câu chuyện này, là thứ nhất một phần là tại vì trong B336 ấy thì tất cả mọi người từ anh chị em, tất cả những nhóm trong nhóm bọn mình thì đều coi nhau là những thành viên trong gia đình. Thì tại vì điều đó nên là đôi khi mọi người ship như thế bọn mình sẽ cảm thấy bị khó xử khi mà kiểu như là đối mặt với nhau ấy, nên là đôi khi bọn mình sẽ kiểu rất là hơi bị kiểu rất là suy nghĩ khi mà kiểu phải đối mặt với nhau ấy. Tại vì bọn dù gì thì gì thì trong nhóm B36 thì bọn mình cũng có nam có nữ. Còn việc thi ở giữa thì bọn mình không biết. Xin cắt ở đấy ạ. Thì, trời đất. Tại vì là nếu mà riêng về phần mình và việc thi thì bọn mình sẽ không sao, nhưng mà đôi khi mọi người còn lôi những cái thành viên khác vào trong cái câu chuyện nữa ấy. Thì thực sự là ngay cả mình cũng như là Việt Thi sẽ cảm thấy rất là có lỗi, cũng như là rất là thấy không ổn khi mà mọi người làm thế, khi mà lôi những cái thành viên khác câu chuyện này. Thật ra là tụi mình vẫn có rất là nhiều cái vấn đề, bởi vì chẳng hạn như là khi mà MV Mình Đừng Làm Người Yêu Nhau Nhé được tung ra cái teaser, đúng không? Có rất là nhiều bạn kiểu vào xong rồi nói là tại sao lại không được, tại sao cái bộ Hina lại không là cặp chính mà lại là các lại là anh Winner với chị Hannah. Thật sự là cái lần đó chị Hannah cũng có bị công kích khá là nhiều, cho nên là mình rất là không ủng hộ các bạn về những cái việc đó luôn. Thật sự lúc đó mình rất là khó xử.